Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mẫu xe đạp Touring bánh 700C có giảm xóc từ thương hiệu GLB model 320. Chiếc xe được sử dụng bộ group chuyển động Shimano Alivio với 9 lít 3 đĩa khung nhôm. Và một cái tông màu rất là đẹp, tông màu trắng đỏ cực kỳ thể thao. Nước sơn nguyên bản. Xe thì còn độ bóng bẩy rất là tốt, chỉ có là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước trên khung không thể tránh khỏi. Còn về chất lượng khung này hay bộ chuyển động hay là tất cả những ổ bi trục thì còn rất là ngon lành. Thương hiệu GLB, tông màu rất là đẹp các bác nhé, tông màu trắng đỏ. Xe thì được sử dụng một cái bộ cấu hình cũng rất là cao của dòng Shimano, đó là Shimano Alivio với 9 tầng líp và 3 tầng đĩa, gạt đĩa rồi đùi đạp. Đây là bộ tay xả trên này, họ full hết một bộ Shimano Alivio, một cái dòng phụ tùng tầm trung cấp của Shimano đứng sau DUG. Bánh 700C các bác nhé. Đấy, một chiếc xe đạp Touring rất là phù hợp cho các bác mà đang muốn thể dục, tìm một chiếc xe để thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe hàng ngày và lại không thích càng đơ mà lại thích có giảm xóc để không bị tê tay khi di chuyển trên đường lâu quá, thì đây là một cái chiếc xe rất là tốt cho các bác đang muốn tìm một cái chiếc xe như thế. Giảm xóc của xe là giảm xóc dầu các bác nhé, đến từ thương hiệu S Santur. Trên phần ghi đông thì cũng được trang bị tay bấm xả Livio này và cụm phanh dầu. Cụm phanh dầu của Shimano các bác nhé. Cấu hình này rất là ổn cho một chiếc xe đạp Touring rồi. Và giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 53 cm. Thì xe phù hợp bác đi từ khoảng 1m60-61 đến 70-71 thì là phù hợp. Chuyển động rất là mượt các bác nhé, của Shimano Alivio với 9 lít 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Xe thì đang có cái mức giá bán rất là tốt bên em, chỉ có là 8.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.